now they stop. Alright. We gotta give them. We gotta top the vendor, dude. Is this enough? Alright. 500k, man. Chase up this vendor, mate. She's a patron of the arts, like me. Ở đào nhiêu cân? 35.000 cân. Nhiêu? 35.000. 35. À, cho con 1 cân. 2 cân. À, 1. Hả? 2 cân. 2 cân rồi. 2 cân bớt không? 3 cân thì lấy 100.000 nhá. Rồi. Nhá. That 3 kilos for 100 grand. Nay bán được không cô? Được. Thế. Yeah. Mua ký cam ăn ký xoài ăn cam không? À. Mua cam không? Mua cam không? Mua ký cam không? Dạ. Cam. À, chắc không có khiên nổi không? Không khiên nổi. Này mua đi đâu? Quê ở trong Sài Gòn không? Quê trên Huế mà xuống Sài Gòn à. Gia đình xuống Sài Gòn lâu rồi. To. À đúng. Bà kia. À đúng. À đúng. À bao tiền cân? À 35.000. À 35.000. Bọn trẻ đang cảm ơn em đấy. Đó. Vừa cho 1 triệu đấy, cho bọn hát 1 triệu đấy. Cho bọn mấy bọn hát 1 triệu đấy. Trẻ dễ thương mà. Cho trẻ thì nó sướng quá, nó cực cú, chúng nó đang được người yêu ủng hộ triệu sướng quá. Cho tăng cái túi lông đứt. À được rồi, được rồi, đăng mà. À, trẻ sướng quá, thật bé đang sướng quá không? Trẻ thấy dễ thương quá, phải ủng hộ đấy. À ủng hộ. Chẳng nói. Chẳng nói Sài Gòn. Giỏi. Sài Gòn. Rồi, mời nha. Okay guys, we got a 3 kilos of nectarines. Yeah guys, we've got to you know, support the arts, man. They making the beautiful music for us. So we got to support them.